Ăn quả thứ hai nó khó để cho vào trong dạ dày như thế này. Cái khoảng trống ở trong dạ dày nó còn rất ít. Cho nên mình phải rất là ưu tiên cho những thứ ngon còn lại. Chắc là quả này ngon đấy, không phải cắn đâu. Không phải cắn. Đúng không anh? Có ngon hơn một chút. Ngon hơn nhiều quá chứ. Không biết có ngon hơn nhiều quả khác mà mình không ăn. Cái này xem mình sợ mình khác ăn cái gì. Rồi ăn thử đi. Ăn 3 quả này. Đây. To. Ăn thảo ăn. Dạ. Mm-hmm.